Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ tiếp tục học bài 3 trong chuỗi clip chỉ vẽ nhân vật cơ bản. Như thường lệ thì Trinh sẽ để hình mẫu ở đây để các bạn có thể lưu về luyện tập. Và cũng đừng quên là chia tỷ lệ trước khi vẽ nhé. Mẫu hôm nay của chúng ta sẽ có 3 phần ha, phần tai, phần đầu và phần thân. Thì trước khi mà các bạn vẽ thì mình phải nhìn vô cái móng mình xác định được là mình sẽ vẽ phần tai ở đâu, phần đầu ở đâu và phần thân ở đâu. Sau đó mình sẽ bắt đầu vẽ các trục tỷ lệ, viền các đường nó lại với nhau để tạo thành khuôn định hình trước. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu và khuôn ha. Sau khi tô xong thì các bạn nhớ check lại mẫu để hình của mình giống mẫu nhất có thể. Sau đó sẽ cho móng vào máy hơn 60 giây. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng màu đen để mình vẽ mắt, mũi và miệng nha. Trước khi vẽ thì các bạn nhớ là nhìn kỹ vào hình mẫu, sau đó xác định xem là cái phần miệng và mắt nó nằm ở đâu để mình đánh dấu trước, rồi sau đó mình mới bắt đầu mình vẽ. Rồi mình sẽ bỏ vô đèn mình hơi tầm 30 giây, lấy ra thì mình sẽ đi viền nét cho chú thỏ này ha. Có một lưu ý nhỏ nhưng mà khá là quan trọng Trinh đã nhắc trong các clip trước ha, thì các bạn nên đi viền từ trái sang phải. Tại vì khi mà các bạn đi ngược lại á, thì khi mà mình viền phía bên phải trước sau đó viền phía bên trái, thì khi mà mình viền phía bên trái cái ngón tay trụ của mình nhiều khi nó sẽ chạm vào cái phần mình đã viền phía bên phải, nó bị nhòe đi và mắt công mình phải vẽ lại. Để cái nét viền của mình cũng như là cái nét vẽ khác được mảnh và đều thì có hai lưu ý cho cả nhà. Thứ nhất là các bạn phải chuốt cây cọ thật là kỹ để nước sơn thấm đều trên thân cọ. Điều thứ hai đó là quy tắc nối lại đường cũ ha. Khi mà mình đi một đường mới thì các bạn phải đi nối từ cái đường cũ trước, thì cái đường nét của mình nó sẽ được mướt và nó không có bị đứt đoạn. Rồi sau khi bỏ vô máy hơi tầm 10 giây lấy ra thì mình sẽ sử dụng phần màu hồng để tô miệng và cũng như là đánh hai cái má hồng cho cái chú thỏ này. Cả nhà nhớ là khi mình vẽ cái gì có tính đối xứng như là mắt, như là má hồng thì trước khi vẽ các bạn nhớ đánh dấu hai điểm trước nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi top hơi đèn là chú thỏ của mình đã hoàn thành rồi ha. Rồi đây là thành quả của ngày hôm nay, cả nhà cố gắng luyện tập theo thứ tự bài trên đã đánh dấu để đạt được hiệu quả cao nhất nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video clip dạy nail từ Trinh sớm nhất nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem clip và hẹn gặp mọi người trong video clip tiếp theo.